Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị ông Tổng dí lò vào mặt, Nguyễn Kim Sơn tìm nước chữa lửa. Trong những ngày vừa qua, hàng loạt tờ báo đã đăng về lãi khủng của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Cụ thể như sau. Vào năm 2021, mặc dù trải qua đại dịch nhưng nhà xuất bản giáo dục Việt Nam vẫn đạt doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng, lãi ròng tới 287 tỷ đồng. Chủ yếu nhờ phát hành sách giáo khoa. Trong đó, nguồn thu từ hoạt động phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo, xuất bản, ấn phẩm khác chiếm tới 97%, còn lại thuộc về nguồn thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác. Đây cũng là mức lợi nhuận cao, vượt qua con số dao động bình quân từ 120 cho đến 150 tỷ đồng của những năm trước đây. Đây là hình ảnh thông tin báo chí đang nhắm vào nhà xuất bản giáo dục. Đây được xem là bài đánh vào tiêu cực của Bộ Giáo dục do Nguyễn Kim Sơn đang làm bộ trưởng. Sau đại dịch, người dân rất khó khăn, thời kỳ bão giá đang bùng phát. Vậy mà ông Nguyễn Kim Sơn còn chỉ đạo cho Bộ Giáo dục cho tăng giá bán sách giáo khoa và tăng thêm học phí. Quyết định này đã được đại biểu chất vấn ông Sơn ở kỳ họp Quốc hội trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, ông trả lời không làm hài lòng đại biểu, cũng không làm hài lòng nhân dân. Người dân vốn rất nhiều người nghèo, giờ đây ông Nguyễn Kim Sơn còn ra quyết định có dấu hiệu trục lợi nhắm vào dân. Với kinh nghiệm làm chính trị, chắc chắn ông Nguyễn Kim Sơn sẽ ngửi thấy mùi chẳng lành. Trước khi nhắm vào cá nhân nào, ông Tổng thường cho báo chí xung phong đánh trước, rồi đến Trung ương Đảng vào cuộc và sau cùng là đến công an. Khi báo chí lên tiếng thì ý đồ triệt hạ mới bắt đầu. Nếu ông Nguyễn Kim Sơn không chênh tay chữa lửa, thì cái lò của Nguyễn Phú Trọng sẽ áp sát vào mặt, khi đấy không còn đường mà thoát thân. Hiện nay, vụ Việt Á đang cung cấp nguồn củi rất dồi dào cho ông Tổng đốt. Ngành giáo dục và ngành y tế là hai ngành chính tiêu cực lộ liễu nhất. Trong khi đó, ông Tổng đang dùng lò đốt hàng loạt củi khô lẫn củi tươi ở trong ngành y tế. Việc lò đốt củi ngành giáo dục e chỉ là vấn đề về thời gian. Có lẽ ông Nguyễn Kim Sơn đã hiểu ra điều đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Kim Sơn đang quay ngoắt 180 độ để xuất giảm miễn học phí cho học sinh. Có lẽ đã ngửi thấy mùi bất thường đến ngày 4 tháng 7 tại cuộc họp chính phủ với các địa phương. Ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói rằng ước tính 5,5 triệu học sinh trung học cơ sở và học phí bình quân 2 triệu đồng mỗi năm học. Ngân sách sẽ cấp bù gần 11.200 tỷ đồng mỗi năm học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc từ năm 2022 đến năm 2023. Nếu thực hiện đề xuất, ngân sách nhà nước phải tăng thêm 25.200 tỷ đồng trong 3 năm từ năm 2022 đến năm 2024. Đây là bước đi có tính chữa cháy, bởi tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, đại biểu chất vấn không chỉ vấn đề giá sách giáo khoa mà còn cả vấn đề tăng học phí. Nếu không cảm thấy điều bất thường thì không đời nào ông Nguyễn Kim Sơn lại quay ngoắt 180 độ đề xuất miễn giảm học phí cho học sinh. Theo báo chí, trước đề xuất này, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã giao các cơ quan phối hợp nghiên cứu đánh giá kỹ tác động. Bộ Tài chính tính toán các vấn đề liên quan đến ngân sách theo tinh thần là cần rà soát có lộ trình điều chỉnh học phí cho phù hợp, không gây khó khăn cho người dân và học sinh. Với cấp mầm non, trung học phổ thông vào năm học 2022-2023 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cơ sở công lập chưa tự đảm bảo chi tiêu thường xuyên ổn định như học phí ở năm trước. Cơ sở đảm bảo chi thường xuyên được xây dựng mức thu học phí trình cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh xem xét và phê duyệt. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Kim Sơn đang cố chữa lửa. Các địa phương đã ban hành mức thu học phí vào năm học 2022-2023 mà cao hơn năm trước thì điều chỉnh lại theo mức cũ. Từ năm học 2023 đến năm 2024, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh khung mức học phí mầm non và trung học phổ thông theo chỉ số giá tiêu dùng hàng năm. Như vậy là đề xuất của ông Nguyễn Kim Sơn đang được xem xét. Tuy nhiên, việc gỡ cái lò của ông Trọng ra khỏi Bộ Giáo dục có được hay không thì cũng phải chờ. Bởi ông Nguyễn Phú Trọng đang quyết đốt hết tương lai của Nguyễn Kim Sơn, rất khó nói.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đánh một quả Chu Ngọc Anh nuốt trọn một biệt phủ, Nguyễn Thanh Long nuốt hai. Xin xem chi tiết. Đánh quả là hình thức làm ăn của quan chức nhà nước Cộng sản Việt Nam và cả những sân sau của nó. Chỉ cần móc nối giữa quyền lực và tiền bạc là có thể làm những quả chắc ăn mà không sợ bị lỗ. Với những người làm ăn chân chính, họ đối diện với rất nhiều rủi ro trong kinh doanh. Có thể lời, có thể lỗ. Tuy nhiên, với những loại làm ăn kiểu đánh quả là không hề có chuyện thua lỗ, mà chỉ có ăn nhiều hay ăn ít mà thôi. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh. Lại nói về sự rủi ro làm ăn kiểu đánh quả có nguy cơ bị bắt bỏ tù vì tội tham ô, cố ý làm trái hay nhẹ hơn là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện nay, lò của Nguyễn Phú Trọng đang cháy rất mạnh, đốt rất nhiều nhưng số lượng củi so với lượng quan tham quan chức là rất thấp, không đáng kể. Ai xui xẻo lắm thì mới bị dính vào vòng lao lý. Và lại số tiền tham ô thực sự bao giờ cũng rất lớn so với số tiền mà cơ quan điều tra, khai thác và thu được. Vì vậy những quan tham thì họ có thể xuất tiền túi khắc phục hậu quả. Để được giảm án thì tiền trong túi của họ vẫn còn đầy. Xem ra họ vẫn lời rất lớn. Lấy ví dụ như ông Nguyễn Đức Trung dám bỏ ra 25 tỷ đồng, tức là tương đương khoảng 1 triệu đô la để mua 3 năm giảm án. Vậy tiền ở đâu mà ông lãng phí đến như thế và có số lượng khổng lồ? Với 3 năm lao động với tư cách là thường dân thì ông ta có làm nổi 25 tỷ đồng hay không? Nói thế để thấy cách chi tiêu của Nguyễn Đức Trung chứng tỏ ông có rất nhiều tiền. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là Ủy viên Trung ương Đảng, cấp hàm ngang bằng với bộ trong chính phủ. Cho nên cấp chủ tịch thành phố Hà Nội và bộ trưởng họ đánh quả thì kiếm được rất nhiều tiền. Ông Nguyễn Đức Trung đã xuất 25 tỷ mua án 3 năm như mua kẹo vậy. Ông Chu Ngọc Anh thì xuất tiền túi mua căn biệt phủ mà ông đã mất đến nửa thiên niên kỷ tiền lương mới có thể mua được. Tuy nói là nửa thiên niên kỷ tiền lương mới mua được, nhưng biệt phủ đó thì ông chỉ cần đánh một quả là xong. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Long. Việc bắt Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long đến nay là gần một tháng. Cảnh sát điều tra của Bộ Công an bước đầu cũng lấy lời khai của hai người được tạm gọi là trùm cuối này. Được biết, Việt Á kiếm lợi từ phi vụ kit xét nghiệm dởm là 4.000 tỷ đồng và trích ra bôi trơn cho các lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC các tỉnh là 800 tỷ đồng. Tính ra trung bình, mỗi tỉnh có 12 tỷ đồng bôi trơn. Con số mà các giám đốc CDC nhận được chỉ vài tỷ đồng, vì thế rất có thể tiền bôi trơn đó chi cho các quan chức cấp cao ở Trung ương. Theo thông tin mà chúng tôi có được, con số trên giấy mà có thể chứng minh được thì Nguyễn Thanh Long nhận 150 tỷ và Chu Ngọc Anh nhận được 80 tỷ bằng giá trị căn biệt phủ mà ông đang ở. Vậy nên nếu dùng lương thì phải mất đến 500 năm ông Chu Ngọc Anh mới có thể mua nổi căn nhà này. Nhưng đánh quả thì ông Chu Ngọc Anh chỉ cần một quả là có căn biệt thự siêu to khổng lồ. Nguyễn Thanh Long là Bộ trưởng Bộ Y tế, ông ta ăn đậm nhất là đúng. Tuy nhiên Chu Ngọc Anh chỉ ký phê duyệt dự án nghiên cứu gần 20 tỷ đồng thì làm sao có thể thủ lao nhiều đến thế. Chuyện ký duyệt chia chác 20 tỷ ở Bộ Khoa học và Công nghệ là chưa tính. Phần đó ông Chu Ngọc Anh chia nhau với anh em trong Bộ Khoa học Công nghệ của ông. Còn phần 80 tỷ là phần của Việt Á chi cho ông vì họ muốn nhờ bàn tay của ông ép dân Hà Nội sử dụng hết lượng kit xét nghiệm khổng lồ mà Việt Á nhập từ Trung Quốc về. Tuy nhiên vì Hà Nội không bung mạnh như Sài Gòn nên Chu Ngọc Anh chỉ nhận được có 80 tỷ. Chứ nếu dịch mà bùng phát ở nơi đây nặng thì ông Chu Ngọc Anh sẽ còn ăn đậm nữa. Đây là hình ảnh biệt phủ 80 tỷ của ông Chu Ngọc Anh bằng một lần đánh quả. Ông Chu Ngọc Anh nghĩ rằng nếu Hà Nội mà bung toang thật sự, ông có thể đổ lỗi cho ngoại cảnh nên ông mới mạnh miệng tuyên bố: nếu Hà Nội mà bung mà toang thì tôi chịu trách nhiệm. Tuy nhiên khi sự việc xảy ra, ông không nghĩ rằng cái lò của Nguyễn Phú Trọng lại đốt tới ông vì ông được chính ông Tổng đề xuất vào chiếc ghế ấy. Làm chính trị mà tin người thì đấy là một sai lầm rất lớn của ông Chu Ngọc Anh.